phật tử tất cả chư phật đều đã thanh tịnh tất cả nghiệp lành tất cả sinh trí đều đã sáng sạch mà dùng sinh pháp hướng dẫn quần mê khiến cho họ khai ngộ đủ các hạnh lành vì chúng sinh mà thị hiện sinh ở cung vua tất cả chư phật đối với các sắc dục cung điện kỹ nhạc đều đã xà bỏ không còn tham nhiễm thường quán các cõi như hư không chẳng có thể tánh tất cả đồ vui đều không chân thật giữ giới thanh tịnh của phật rốt giáo viên mãn quán các nội cung thê thiếp người hầu sinh đại bi thương xót quán các chúng sinh hư vọng không thật khởi tâm đại từ, quán các thế gian không một điều gì có thể vui mà sinh đại hỷ nơi tất cả Pháp tâm được tự tại mà khởi đại xả, đủ công đức của Phật hiện sinh Pháp giới thân tướng viên mãn quyến thuộc thanh tịnh mà đối với tất cả đều không chấp trước. Dùng tùy loại âm thanh vì họ diễn nói khiến cho nơi Pháp thế gian sinh tâm nhàm lìa, như việc làm của họ thị hiện đắc được quả lại dùng phương tiện tùy ứng giáo hóa. Kẻ chưa thành thục thì khiến cho được thành thục, kẻ đã thành thục thì khiến cho được giải thoát vì làm phật sự khiến cho chẳng thối chuyển lại dùng tâm từ bi rộng lớn luôn vì chúng sinh nói đủ thứ pháp lại vì họ thị hiện ba thứ tự tại khiến cho họ khai ngộ tâm được thanh tịnh tuy ở trong nội cung các chỗ đều thấy hết mà ở trong tất cả thế giới bố thí làm phật sự dùng đại trí huệ dùng đại tinh tấn thị hiện đủ thứ thần thông của chư phật vô ngại vô tận luôn trụ ba thứ nghiệp phương tiện khéo léo đó là thân nghiệp rốt giáo thanh tịnh lời nghiệp thường hành theo trí huệ ý nghiệp thâm sâu không có chướng ngại dùng phương tiện đó để lợi ích chúng sinh đó là phật sự rộng lớn thứ ba phật tử tất cả chư phật thị hiện đủ thứ cung điện trang nghiêm quán sát nhàm lìa giả bỏ mà xuất ra muốn khiến cho chúng sinh biết rõ pháp thế gian đều là vọng tưởng vô thường bại hoại mà sinh tâm nhàm lìa không sinh tâm nhiễm trước dứt hẳn tham ái phiền não thế gian tu hạnh thanh tịnh lợi ích chúng sinh khi xuất ra bỏ oai nghi thế tục trụ pháp không tranh đầy đủ bổn nguyện vô lượng công đức dùng đại trí huệ quang minh diệt trừ ngu si đen tối của thế gian làm ruộng phước vô thượng của các thế gian thường vì chúng sinh khen ngợi công đức của phật khiến cho họ trồng các gốc lành dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chân thật lại vì chúng sinh khen nói sự xuất gia thanh tịnh không lỗi vĩnh viễn được thoát khỏi thường làm tràng cao trí huệ của thế gian đó là đại phật sự rộng lớn thứ tư Phật tử, tất cả chư Phật đủ nhất thiết trí nơi vô lượng Pháp đều đã thấy biết, dưới cội Bồ Đề thành tối tránh giác hàng phục các ma oai đức đặc biệt tôn quý thân ngài sung mãn tất cả thế giới thần lực chỗ làm vô biên vô tận nơi nhất thiết chí nghĩa chỗ làm đều được tự tại tu các công đức đều đã viên mãn tòa bồ đề của ngài đầy đủ sự trang nghiêm khắp cùng mười phương tất cả thế giới chỗ phật trên hết chuyển bánh xe pháp nói hết thảy hạnh nguyện của các bồ tát khai thị vô lượng cảnh giới của chư phật khiến cho các bồ tát đều được được ngộ nhập, tu hành đủ thứ diệu hạnh thanh tịnh.